Phân biệt Saffron thật giả. Nói đến Saffron, có lẽ điểm đầu tiên mà người ta ấn tượng là chính bởi cái giá cao ngất ngưởng của chúng. Đối với sản phẩm nghệ Tây có chất lượng cao nhất, giá của nó có thể lên tới 500 đến 600 triệu đồng 1 kg. Và không sai khi nói rằng nghệ Tây đắt hơn rất nhiều thứ kim loại quý và được cho là vàng đỏ. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nhụy hoa nghệ Tây có nhiều công dụng với sức khỏe. Bác sĩ Trần Châu Quyên, Viện Dinh dưỡng Việt Nam còn cho biết, nếu sử dụng đúng cách, saffron có thể giúp da mịn màng, làm giảm sắc tố và các đốm đen, cải thiện lưu thông máu khiến làn da trở nên hồng hào và sáng hơn. Tuy nhiên, cũng bởi vì saffron quý giá và đắt đỏ, cùng với nhiều công dụng tốt cho cơ thể như trên, nên sản phẩm này bị làm giả, làm nhái khá nhiều. Trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm xách tay trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để phân biệt được saffron thật và giả, có thể tham khảo những cách sau. Saffron thật thả vào nước lạnh sẽ loang ra màu chậm nhất khoảng 15 phút để khiến toàn bộ nước đổi màu. Còn saffron giả khi thả vào nước sẽ phai ra ngay như phẩm màu. Về màu đặc trưng, sau khi thả vào nước, saffron thật sẽ cho ra màu vàng nghệ sáng đặc trưng, dù cho sợi saffron có là màu đỏ hoặc đỏ thẫm. Còn saffron giả thường cho ra màu cam đỏ. Bên cạnh đó, saffron thật khi thả vào nước, phần sợi saffron sẽ có hình thuôn dài, saffron giả sẽ không như thế và sợi ngắn. Ông Saleh Adibi, đại sứ Iran tại Việt Nam cho biết, vì sản phẩm có giá trị cao nên rất hay bị làm giả. Sản phẩm giả thường được nhuộm màu sao cho giống với hàng thật. Người làm giả thường dùng những loại như bột nghệ với một thực vật khác, hòa cùng với một loại hóa chất để tạo màu. Đại sứ Iran cũng khẳng định, trên thị trường hiện tại, chỉ có duy nhất một công ty nhập khẩu chính ngạch saffron từ Iran về Việt Nam. Saffron Việt Nam, tinh hoa sắc đẹp, huyền bí.